tất cả các bạn. Hôm nay Duyên đã rất vui khi mà Duyên tiếp tục được đến với chương trình Nát Người Nổi Tiếng. Cảm xúc của Duyên bây giờ rất là hồi hộp. Không biết là ngày hôm nay Duyên sẽ gặp được những nghệ sĩ nào và họ sẽ chỗ tài như thế nào trong chương trình ngày hôm nay. Giỡn vậy thôi. Hôm nay Duy cảm thấy rất là vui và phấn khích khi mà mình được quay trở lại với Thử Thách Người Nổi Tiếng. Và Duy đang rất là hồi hộp, không biết là ngày hôm nay Duy sẽ gặp được những nghệ sĩ nào và họ sẽ thể hiện những cái tài năng, những cái tài lẻ, những cái gọi là những cái sở đoản của mình như thế nào. Rất là hồi hộp. Hy vọng là ngày hôm nay thì sẽ thành công tốt đẹp. Và Duy đang mặc một cái bộ bà ba. Và đó là tiết mục gì thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chờ đón nha. Duy ơi, áo xanh tóc hồng là con cát không Duy ơi? Dạ, thực ra là Duy thích màu sắc cho nên là diện áo xanh tóc hồng mà giống con cát. Cũng đúng đó. Xin chào các bạn, Duy đang có mặt ở trong khu vực hậu trường và đây là chiếc ghế bố thân yêu của Duy, cái vật Duy dùng để nghỉ ngơi khi mà trong những lúc Duy chờ đợi. Ngày hôm nay anh Trấn Thành đã tới trễ 5 tiếng đồng hồ cho nên là Duy có 5 tiếng để ngủ. Ôi thật là sung sướng quá đi. Nhưng mà hy vọng là lần sau anh ấy đừng có trễ giờ nữa nha, kỳ quá để cả ekip phải chờ đợi như vậy, không có được.